Chào các lớp, video này Trần Khánh hướng dẫn các bạn cách chạy cái thang âm ngũ cung ở trên tải dòng nhạc âm nhạc Tây Nguyên. Ok ha. Rồi, ở đây mình hướng dẫn các bạn trên cái keyboard của piano. Còn nếu các bạn thích chạy ở trên học cũng y chang nha các bạn. Rồi. Thì cái thang âm ngũ cung thì là nó chắc chắn sẽ có 5 nốt rồi. Bây giờ mình đã. Nó sẽ gồm những nốt như thế các bạn. Đô, mi, fa, son, si. Do mi fa son si. Do mi fa son si. Rồi các chạy nha. Mình sẽ xuất phát từ si nha. Tức là sẽ là tạo thành ba nốt, mắc xích, nói tiếp nhau thôi, không có cái gì khó hết. Bây giờ ha, bây giờ là si do re ha. Chạy từ si ra, chúng ta chạy từ đô ha. Si do mi cái trỏ a bốn. Si do mi rồi xong các bạn nâng lên. Lần 3 nốt thôi. Đô mi fa. Mi fa son. Si đô mi. Đô mi fa ngón này. Si đô mi thì ngón này. Còn đô mi fa cái giữa á bung. Rồi tiếp nâng lên. Mi fa son. Ba ngón này. Cái trỏ giữa. Rồi fa son si. Cái trỏ và á bung. Rồi son si đô cái giữa a bốc. Rồi như vậy chúng ta nâng lên nữa thì chúng ta lặp lại đây. Si đô mấy trong chỗ này. Ok các bạn lại ha. Si đô mi fa mi fa son si đô. Lặp lại, si đô mi fa son si son si đô. Rồi, còn nếu cái này mà đi lên ha, còn nếu mà được hoặc đi ngược về thì các bạn đánh từ từ vậy thôi. Đô si son. Đô a bốc si son. Đô si son a bốc giữa cái. Đô si son fa si son fa. A bốc trỏ cái. Rồi. Rồi. Son fa mi si son fa mi giữa trỏ cái. Rồi, về tiếp. Fa mi đô. A bốc giữa cái tiếp tục. Mi đô si. Rồi tiếp tục. Vậy đây đô si son là giống ở chỗ này rồi các bạn ha, làm đúng 8 vậy đó ha. Đô si son fa. Son fa mi fa mi đô si si son fa mi fa mi đô si giống lại. Đó, ok ha. Đi lên si đô mi fa son si son si đô. Lặp lại. Được rồi. Sẽ nghe ba nốt nói tiếp nhau là nó sẽ ra cái ngũ cung của âm nhạc Tây Nguyên. Chúng ta có thể lặp lại một cái ba nốt nào đó, ví dụ ha. Si do mi fa do mi fa do mi fa do mi. Thì tùy theo có ý thích của mọi người mà chúng ta có thể feel theo cách riêng của các bạn nha. Ok nha. Rồi, chúc các bạn thành công với ngũ cung Tây Nguyên. Rất là dễ thương, rất là hay. Ok, bye bye các lớp nha. Chúc các bạn sức khỏe. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của thằng Khánh nhé. Và các bạn nào mà muốn trao đổi, sửa chữa, mua bán nhạc cụ Sampler hay là mua tài liệu về học thì đây là thông tin của Trần Khánh nha. Rồi các bạn cứ liên hệ nha. Ok. Rồi bye bye các lớp.